Thưa quý vị, chiều nay 30 tháng 3, tại Ủy ban Nhân dân huyện An Phú, văn phòng đại diện phía Nam Quỹ học bổng Vừa A Dính phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ trao học bổng Vừa A Dính năm học 2021-2022 cho học sinh dân tộc tỉnh An Giang. Tham dự lễ có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừa A Dính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Phước, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đoàn An Giang và huyện An Phú. Tại buổi lễ, 45 em học sinh dân tộc Chăm là những tấm gương vượt khó tiêu biểu trong học tập ở các cấp học trên địa bàn huyện biên giới An Giang đã được nhận học bổng, mỗi suất học bổng trị giá 1 triệu đồng, qua đó hỗ trợ động viên các em học sinh là người dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện, tạo động lực, niềm tin vững chắc để các em tiếp tục nỗ lực học tập sáng tạo. Phát biểu tại buổi lễ, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa chia sẻ, số tiền học bổng tuy không lớn, nhưng đó là sự động viên, chia sẻ kịp thời để các em cố gắng vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên học tốt, trở thành công dân có ích cho xã hội. Kết quả học tập ở học kỳ 1 có thể nói rằng rất khó khăn trong điều kiện các em phải học online giãn cách, nhưng mà các em cũng cố gắng nỗ lực, và đặc biệt thì các thầy cô giáo với cái chính sách của địa phương, các em cũng đã cố gắng để mà vượt qua cái khó khăn và thực hiện cái công việc học tập rất là tốt. Thì tôi cũng xin được bày tỏ niềm vui và rất là phấn khởi vì cái kết quả này. Tất nhiên là chúng ta không có điều kiện để báo cáo một cách hết sức là chi tiết, nhưng mà trên những con số chung đó, nét lớn đó, thì chúng tôi cũng thấy rằng là có khi điều phấn khởi và động viên chúng tôi, đặc biệt là những nhà tài trợ cùng đi chúng tôi, cũng thấy rằng là những nhà tài trợ thì chủ yếu là thấy kết quả học tập các em tốt thì mọi người đều mừng, và đó cũng chính là động lực giúp đỡ, nghĩa là đẩy mạnh để các nhà tài trợ tiếp tục ủng hộ các em nhiều hơn. Trải qua 23 năm thành lập và phát triển, Quỹ học bổng Vừa A Dính đã mang đến hàng chục ngàn suất học bổng cho các em học sinh sinh viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học tốt và rèn luyện tốt trong cả nước. Trong đó có cả các em học sinh dân tộc ở An Giang đã góp phần chấp cánh ước mơ cho nhiều mảnh đời khó khăn, bất hạnh, tạo điều kiện cho các em có đủ tự tin vươn lên học tập để trở thành những công dân có ích cho mai sau.